Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với cuốn sách Tử vi đầu số Tân Biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang trên kênh YouTube Tử vi và Vận Mệnh. Hãy tiếp thêm động lực cho kênh có thể xuất bản nhiều nội dung sách nói hơn nữa trong tương lai bằng cách nhấn nút like, share, nhấn theo dõi và nhấn luôn nút bật chuông ở bên cạnh để luôn nhận thông báo mới nhất cũng như không bỏ lỡ các video mới từ kênh YouTube Tử vi và Vận Mệnh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Tử vi và Vận Mệnh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với sao Hỏa, Linh, Không, Kiếp 4.2.21. Hỏa, Linh, Đại cương, cung mệnh có hỏa tinh hay linh tinh tọa thủ nên thân hình thô, xấu, lông tóc vàng hay đỏ, thường có tì vết ở chân, tay hay răng miệng, tính ương ngạnh, nóng nảy. Hỏa, Linh, đắc địa thủ mệnh là người can đảm, dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, sức khỏe dồi dào và ít khi mắc tai nạn. Người sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ có hỏa, Linh, đắc địa thủ mệnh là hợp cách. Trong trường hợp này, nếu hỏa, Linh lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp thì chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời. Người sinh ở phương Đông, Nam mà cung mệnh có hỏa, linh, đắc địa tọa thủ cũng là hợp cách nên cũng được hưởng phú quý. Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung mệnh có hỏa, linh, đắc địa tọa thủ tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng chẳng được lâu bền. Cung mệnh có hỏa, linh, hãm địa tọa thủ là người thâm hiểm, gian ác và rất liều lĩnh, thường mắc bệnh thần kinh hay khí huyết nên sức khỏe ngày càng suy kém, suốt đời cùng khổ, khó tránh được những tai họa khủng khiếp. Nếu không mang tật trong mình, tất phải yểu tử. Chỉ có sớm xa gia đình, làm con nuôi họ khác, mới may ra tạm được an thân. Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung mệnh có hỏa linh hãm địa tọa thủ, thật là nguy khốn đến cùng cực. Cung mệnh an tại tứ mộ, có hỏa linh tọa thủ, gặp tham, vũ, đồng cung, rất rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là xuất tướng, nhập tướng, văn võ toàn tài, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời. Hỏa, linh, đắc địa thủ mệnh, ứng hợp nam sinh và phương hướng của nơi sinh, chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn và hiển đạt về võ nghiệp. Hỏa, linh, hãm địa, thật đáng lo ngại vì hay mắc phải những bệnh tật, tai họa nguy hiểm. Suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải sớm lìa bỏ gia đình, lang thang bôn tẩu, nếu chân tay không bị thương tàn, tất không thể sống lâu được. Nữ mệnh, hỏa, linh, đắc địa thủ mệnh, ứng hợp năm sinh và phương hướng của nơi sinh, tất là con nhà khuê các, nhưng có tính cương cường, nóng nảy và có gan dạ như đàn ông, suốt đời cũng được hưởng giàu sang. Hỏa, linh hãm địa là người hạ tiện, dâm dật, đêm ngủ hay nằm mơ thấy đàn ông và thường khắc chồng hại con. Phú giải, hỏa tinh, linh tinh, chuyên tác họa. Dịch nghĩa, hỏa, linh là hai sao gây nên tai họa. Nếu hỏa, linh, đắc địa thủ mệnh cũng không đáng lo ngại lắm. Nhưng nếu hỏa, linh, hãm địa thủ mệnh, thật khó tránh được những sự chẳng lành. Hỏa, linh, tương ngộ, danh chấn chư bang. Dịch nghĩa, cung mệnh có hỏa, đắc địa tọa thủ, gặp linh chiếu, hay có linh đắc địa tọa thủ, gặp hỏa chiếu, hay có hỏa, linh, đắc địa tọa thủ đồng cung, là người có tài ba xuất chúng, thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy quyền danh tiếng lừng lẫy. Hỏa, linh, tại tỵ, sửu, mùi, việt, tham, vũ, ứng ngộ, lai phùng kiếp, diệu, đao binh dị tác tai ương. Dịch nghĩa, cung mệnh an tại sửu, mùi, có hỏa, linh, tọa thủ, tuy hãm địa nhưng cũng không đáng lo ngại. Gặp việt, tham, vũ, đồng cung là người xuất tướng nhập tướng, hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền và được hưởng phú quý trọn đời. Nhưng trong trường hợp này, nếu cung mệnh có thêm kiếp tọa thủ hay chiếu, thật là khó tránh được những tai họa về đau thương, súng đạn.
Hỏa, linh, kình dương, vi hạn cách, dịch nghĩa. Cung mệnh có hỏa, linh, kình hội hợp nên công danh chất trở, tài lộc không được phong túc và hay mắc tai nạn. Hỏa, linh, giáp mệnh, vi bại cục, dịch nghĩa. Cung mệnh giáp hỏa, linh nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải lang thang bôn tẩu ở phương xa. Hỏa, diệu phùng tuyệt, tại hợi cung, nhi ngộ tham, hình, uy danh quán thế. Dịch nghĩa, cung mệnh an tại hợi, có hỏa, tuyệt, tọa thủ đồng cung, gặp tham, hình. Hội hợp, là người dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, hiển đạt về võ nghiệp, uy danh lừng lẫy. Linh phùng mã, nhi ngộ dương, đà, hữu tật tứ chi. Dịch nghĩa, cung mệnh có linh, mã, tọa thủ đồng cung, lại gặp kình, đà, hội hợp, nên chân tay tàn tật. Quý vị và các bạn đang theo dõi cuốn sách Tử vi đầu số Tân Biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang trên kênh YouTube Tử vi và Vận mệnh. 4.2.22 không kiếp. Đại cương, cung mệnh có địa kiếp hay địa không đơn thủ nên thân hình thô xấu, da kém vẻ tươi nhuận. Kiếp không đắc địa là người kín đáo, hay suy xét, có mưu trí và rất can đảm, nhưng sự nghiệp thăng trầm, giàu sang như đám mây nổi vật vờ. Kiếp không hãm địa là người gian tà, xảo quyệt, ích kỷ và biển lận, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, lại thường mang tật trong mình. Cung mệnh có kiếp không tọa thủ, dù đắc địa hay hãm địa cũng thường hay mắc bệnh đau phổi, khó thở, nghẹt cuống họng, nếu không cũng mắc bệnh ngoài da như ghẻ lở, ung nhọt có mủ. Kiếp không đắc địa hội hợp với tử phủ cũng đắc địa, lại thành mờ ám xấu xa, thật là khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu tử phủ hãm địa lại càng nguy khốn, ví như người bị vây hãm ở chốn hiểm nghèo. Kiếp không hãm địa hội hợp với tử phủ đắc địa cũng không đáng lo ngại lắm. Trong trường hợp này, nếu tử phủ cũng hãm địa, tất tuổi thọ bị chiết giảm mà hung họa đầy dẫy, không kể xiết được. Kiếp không hội hợp với nhiều sát tinh, tất trai thì khắc vợ, gái thì khắc chồng. Nếu những sao kể trên cùng đắc địa thì cũng được hưởng giàu sang nhưng trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu cùng hãm địa, thật rất đáng lo ngại, suốt đời phải lao tâm khổ tứ, khóc nhiều hơn cười. Kiếp không hội hợp với đào, hồng nên duyên tình dang dở, thường phải cưới xin đến 2 lần, lại hay mắc bệnh hoa liễu, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Nam mệnh, kiếp không đắc địa thủ mệnh nên làm việc gì cũng mau chóng, nhưng sự nghiệp chẳng được lâu bền. Kiếp không hãm địa là hạng gian xảo, ti tiện, nếu hội hợp với nhiều sao mờ ám xấu xa, thật là suốt đời cùng khổ cô đơn, khó tránh được tai họa. Nữ mệnh, kiếp không đắc địa thủ mệnh là người cương cường, có mưu lược và can đảm như đàn ông, làm việc gì cũng chóng thành tựu, nhưng cũng chẳng được lâu bền. Kiếp không hãm địa nên khắc chồng hại con, suốt đời khốn khổ. Kiếp không dù đắc địa hay hãm địa, hội hợp với đào, hồng, tất khó giữ được toàn danh tiết và thường là hạng hồng nhan bạc mệnh. Phú giải, địa kiếp độc thủ, thị kỷ phi nhân. Dịch nghĩa, cung mệnh có kiếp đơn thủ là người ích kỷ. Kiếp không tị hợi đồng vị tảo đạt công danh. Dịch nghĩa, cung mệnh an tại tị hợi, có kiếp không tọa thủ đồng cung nên công danh sớm đạt nhưng chẳng được lâu bền. Sinh xứ kiếp không do như bán thiên chiết xỉ. Dịch nghĩa, kiếp không hãm địa thủ mệnh, mệnh an tại tứ chính nên không thể sống lâu được, ví như con chim đang bay bị gãy cánh ở lưng chừng trời. Dần thân kiếp không nhi ngộ quý tinh,
thăng trầm vô độ, dịch nghĩa, cung mệnh an tại dần, thân, có không hay kiếp tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, công danh tiền tài như đám mây nổi, tụ tán thất thường. Kiếp không giáp mệnh, vi bại cục, chủ bần tiện, dịch nghĩa, cung mệnh an tại tỵ, hợi, giáp kiếp, không là người nghèo hèn, suốt đời vất vả, thường phải sớm lìa bỏ gia đình, lang thang phiêu bạt nơi góc bể chân trời. Kiếp cơ ngộ hỏa, tất ngộ hỏa tai, dịch nghĩa, cung mệnh có kiếp cơ tọa thủ đồng cung, gặp hỏa hoặc cũng đồng cung hoặc xung chiếu, tất hay gặp hỏa tai như cháy nhà phòng lửa. Mệnh chung ngộ kiếp tham, do như lãng lý hành thuyền, dịch nghĩa, cung mệnh có kiếp tham tọa thủ đồng cung, ví như ngồi thuyền trôi trên sông cả. Có cách này, thật là suốt đời lao khổ, phải lang thang phiêu bạt, nay đây mai đó, và hay mắc tai nạn sông nước. Kiếp không, hà hiểm tỵ, hợi, tướng, mã, đồng cư chi hội khoa tinh, loạn thế phùng quân nhi cách. Dịch nghĩa, cung mệnh an tại tỵ, hợi, cứ kiếp không, tướng, mã, tọa thủ đồng cung, gặp khoa hoặc cũng đồng cung, hoặc xung chiếu là người tài giỏi, tìm được chân chúa trong thời loạn và lập nên sự nghiệp lớn lao trong cảnh trúc trẻ cho bay, khói lửa ngập trời. Kiếp phủ khốc khách mạc ngộ cự, dương trung thân đa lệ, dịch nghĩa, cung mệnh có kiếp tọa thủ, gặp phủ khốc khách hội hợp cùng với cự nhật nên suốt đời cô đơn sầu khổ. Nhan hồi yếu tử, do hữu, kiếp, không, đào, hồng, đà, linh, thủ mệnh. Dịch nghĩa, ông Nhan hồi, học trò Đức Khổng Tử, chết non cũng vì mệnh có kiếp, không, đào, hồng, đà, linh, tọa thủ đồng cung. Người nào mà cung mệnh có cách này cũng không thể sống lâu được. Quý vị và các bạn đang theo dõi cuốn sách Tử vi đầu số Tân Biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang trên kênh YouTube Tử Vi và Vận Mệnh. Đừng quên tặng cho kênh một like, share và subscribe để tiếp thêm động lực ra video mới của kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Tử Vi và Vận Mệnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.